Theo cái kinh nghiệm xem tay của mình cả chục năm nay thì phần lớn những người nữ giới nào mà bên bàn tay phải xuất hiện đường chỉ sinh đạo về cuối nó bị đứt lìa làm đôi như là cái mẫu bàn tay mình minh họa cho mọi người xem đây, hoặc đường chỉ sinh đạo rất là ngắn về cuối nó bị mất hút, nó ngắn có một chút à, đó sẽ đều là tín hiệu nói lên cuộc sống hôn nhân sẽ khó có thể hạnh phúc và rất dễ xảy ra đó là sự đổ vỡ. Và nặng nề hơn nữa, người chồng của họ sẽ phải chết trước, đó là ra đi. Nếu ở hai bàn tay trái và tay phải của người nữ giới đó đều xuất hiện những cái dấu này, đó là một tín hiệu không vui, khẳng định chắc chắn chuyện hôn nhân sẽ rơi vào bế tắc và những cái điều bất hạnh nó sẽ đưa tới, như là những cái ví dụ mình vừa nói. Sẽ có rất nhiều những quý vị sẽ đặt câu hỏi là tại sao tay tôi y hệt như lời ông thầy nói mà sao vợ chồng tôi vẫn sống với nhau và chưa đến mức như thầy nói. Chẳng qua là thời gian nó chưa chín mùi thôi. Nhưng mình dám khẳng định ấy, 10 người mà sở hữu dấu hiệu này thì khoảng 8 người trong số đó chuyện hôn nhân sẽ khó có thể trọn vẹn được. Và mẫu bàn tay mình muốn gửi tới tất cả quý vị ngày hôm nay đây là của một người phụ nữ sinh năm 1979, đó là tuổi Kỷ Mùi, kết hôn với người chồng sinh năm 1976. Và chủ nhân mẫu bàn tay đã mất chồng từ khoảng chục năm về trước rồi. Người chồng của họ ra đi một cách đột ngột, khiến cho bản thân họ phải ở vậy một mình. Xét theo 2 tuổi thì 79 là tuổi Mùi, 76 là tuổi Thìn, phạm tứ hành xung rồi. Thì cái điều này là nó đã là trong định số, không thể tránh khỏi. Thực sự xin chia buồn với chủ nhân mẫu bàn tay, quá bất hạnh trong chuyện hôn nhân. Và chủ nhân mẫu bàn tay hiện tại đang lao động và làm việc bên nước ngoài. Chúng ta sẽ phác thảo sơ qua một vài cái vấn đề cũng như là cái vận mệnh của chủ nhân mẫu bàn tay này. Xem thời thơ ấu ra sao, rồi về trung niên hậu vận thế nào, tiền tài làm có giữ được không? Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Khi ta nhìn tổng quan bàn tay thì ta sẽ thấy đập vào mắt chúng ta sẽ là vị trí giao nhau giữa kẽ của ngón trỏ và ngón giữa, khép lại không có chặt. Đây sẽ là dấu hiệu làm có tiền nhưng bị thất thoát ra rất nhiều, không có tụ được lại. Chủ nhân mẫu bàn tay có tâm sự thật với mình rằng đúng là từ khi đi xa xứ, xa quê, làm rất là có tiền nhưng không tích lũy, bởi vì người thân cứ hỏi vay mượn hết lần này tới lần khác, rồi phải chi ra những khoản rất to lớn để lo cho gia đình. Rồi tóm lại, tới thời điểm hiện nay vẫn chưa có căn nhà để chui ra chui vào nữa. Cuộc đời quá khổ mà. Thực sự là rất đồng cảm đối với những ai mà bàn tay khép lại không có chặt, có kẽ hở lớn như thế này. Và bất hạnh nữa đối với những ai vừa có kẽ hở lại xuất hiện đường chỉ màu đen nó đâm ra kẽ này nữa. Thì cuộc đời của người đó suốt đời chỉ có nợ nần bủa vây chứ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Đây là một dấu hiệu vô cùng bất hạnh cho ai sở hữu nó trên tay. Những quý vị nào làm ăn thất bại, thua lỗ, phá sản, không giữ được tiền, không tụ được của, mà thấy trên tay của các bạn có dấu hiệu như thế này, đừng chần chừ, bình luận ngay dưới cái video này nhé, để cho mọi người cùng biết rằng lời chia sẻ của mình có chính xác không. Tiếp theo nữa, ta xét về đầu đường sinh đạo của chủ nhân mẫu bàn tay. Thì đầu đường sinh đạo với đầu đường chỉ đạo cách xa nhau thể hiện là người rất thoáng tính, rộng rãi, nhiều khi hơi thái quá, rộng rãi quá mà khiến cho người ta lợi dụng, hay cả nể hay tin người. Đây là một điều tốt nhưng cũng là một điều xấu, bởi vì nếu lòng tốt mà đặt không đúng chỗ, nhiều khi lợi bất cập hại, làm ơn mà lại mắc oán. Và cái đầu đường sinh đạo của chủ nhân mẫu bàn tay này, cấu trúc của nó rất là lu mờ. Đó là tín hiệu nói lên xuất thân rất là vất vả, bước ra đời hai bàn tay trắng chả có gì, nghèo rất mùng tơi, xuất thân trong một cái gia đình không có đầy đủ về tiềm lực kinh tế. Đây là một cái tín hiệu xấu. Tiếp theo nữa, chủ nhân mẫu bàn tay này biết kiếm ra đồng tiền từ rất là sớm, từ năm ngoài 20 đã kiếm ra tiền rồi. Đây, có đường vận hướng lên này. Và tiếp theo nữa, cái quãng về khoảng ngoài 50 là chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ kiếm ra được tài chính nhiều nhất. Đều là những cái mốc thời điểm. Mốc đầu tiên là từ khoảng ngoài 20 tuổi này, biết kiếm ra tiền này, làm lũ từ rất là sớm này. Và khoảng từ mốc ngoài 50 là kinh tế bắt đầu là cũng khá này, phát triển này, đấy, tiền nhiều này, tài lộc dồi dào này. Nhưng thật đáng tiếc thay,
Bởi vì cái giai đoạn cuối của đường chỉ sinh đạo của chủ nhân mẫu bàn tay này đây, cấu trúc rất là lu mờ, đường chỉ không có rõ nét. Đó là tín hiệu nói lên cuối đời bệnh tật nhiều, làm cũng chả giữ được tiền, thất thoát hết. Rồi cuộc sống phải cô độc một mình, không có ai nương tựa. Đây là một cái điều vô cùng đau đớn nhé. Bởi vì đường chỉ sinh đạo giai đoạn cuối nó sẽ thể hiện rõ cái chất lượng cuộc sống của chủ nhân mẫu bàn tay đó tốt hay xấu. Nếu chất lượng cuộc sống tốt, đường chỉ nó sẽ đậm, rõ nét, cấu trúc nó sẽ liền mạch. Nhưng đây, các đường chỉ thì sao? Rất là rời rạc, lu mờ, tín hiệu nói lên cuối đời không có tiền của, vất vả, bon chen, hay bị mọi người coi thường, rồi phải sống trong cảnh bệnh tật ốm đau. Đây là một dấu hiệu vô cùng xấu. Mình cũng xin đồng cảm với chủ nhân mẫu bàn tay này. Tiếp theo nữa, trên mẫu bàn tay sở hữu một đường chỉ chỉ đạo rất là ngắn, nó ngắn ngắn vô cùng, thể hiện là người có tư duy kém, ăn nói không có khéo, đầu óc không có nhạy bén, nhiều khi thật thà quá, hiền lành quá mà trên đường đời phải chịu nhiều thua thiệt, không giỏi ăn nói, kém về khâu giao tiếp, hay nói thẳng nói thật nên sẽ hay bị rước vào thị phi, tai tiếng, những cái điều tiếng mà mình không gây ra nhưng bản thân mình vẫn phải nhận. Vì thế, cái đường chỉ chỉ đạo nó ảnh hưởng rất nhiều tới vận mệnh của một người. Đường chỉ chỉ đạo có đậm, có sâu, có rõ, có dài thì thể hiện là người đó linh hoạt, ăn nói khéo, thông minh. Nhưng đường chỉ này quá ngắn, quá lu mờ thể hiện là cái đầu óc của họ, tư duy của họ sẽ rất là kém, rất là chậm hơn so với người bình thường. Ăn nói vụng về và thường bị người khác đè bẹp, lấn át. Đây là một dấu hiệu xấu cho chủ nhân mẫu bàn tay. Bàn tay này chắc có lẽ phải cần sám hối và tu tập biết hướng thiện, rồi làm thật nhiều việc tốt, may ra mới gỡ gạc lại được. Về hậu vận, cuối đời mới được thong thả, mới được thoải mái. Chứ cứ theo đà này thì cuộc đời cũng như những chuỗi ngày về sau toàn là bi kịch mà thôi. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cách nhìn thật là mới mẻ đối với cái khoa xem chỉ tay nhân tướng học này. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.